Tiến lên. Rồi, bên trái ngồi. Rồi, mời hai bạn có thể mở mặt nạ ra. Giờ chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình nè. Mời em trai. Chào chị Ái Tường, chào mọi người. Em là Đỗ Hoàng Vinh, năm 90, nghề nghiệp em làm lái xe. Lái xe? Dạ. Lái xe cơ quan hay là lái xe đường dài? Cơ quan. Là làm chợ hành chính thôi đúng không? Dạ dạ. Thứ bảy chủ nhật nghỉ? Không, làm luôn. Làm luôn? Có một ngày chạy từ mấy giờ tới mấy giờ? 8 giờ tới 3, 4 giờ nghỉ. À, vậy là buổi chiều tối vẫn có thời gian hẹn hò đi chơi đúng không? Dạ. Có đi công tác đi tỉnh gì không? Dạ không. Rồi, lái xe ở đâu, quận mấy? Ở Bình Chánh. Quê ở đâu? Dạ, quê Kiên Giang. Quê Kiên Giang, lên Sài Gòn sống lâu chưa? Dạ, sống cũng được khoảng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Em gái mình tên gì nè, bao nhiêu tuổi nè? Em tên là Nguyễn Thị Thu Hương. Tươi lên, cười tươi lên nè. Nguyễn Thị Thu Hương. Dạ, sinh năm 90 ạ. 90 luôn, hai bạn bằng tuổi ha. Em quê ở Bình Phước, hiện tại đang ở Gò Vấp, làm trưởng phòng marketing bên thời trang. Ồ, hàng chi nhìn fashion quá trời luôn ha. Mình lên Sài Gòn lâu chưa? Dạ, cũng gần 10 năm rồi. Sao hai bên trùng hợp dữ vậy, cùng sinh năm 90, cùng lên Sài Gòn khoảng 10 năm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh là em vui vẻ, hòa đồng, không tự nập. Làm được việc nhà nội trợ. Không hút thuốc. Quan tâm chia sẻ. Điểm yếu? Biết ăn nhậu. Điểm yếu. Trời. Ăn nhậu dữ không? Dạ cũng tạm tạm chứ không có dữ lắm. Thường là ví dụ như chiều tối về là mấy giờ đi nhậu, rồi mấy giờ về ngủ để mai đi làm? Thường thì khoảng 6 giờ đi. Rồi mấy giờ về? Dạ khoảng 9-10 giờ về. Nên như đó là đủ xỉn rồi đó hả? Dạ đủ. Uống mấy chai? Dạ tiểu lượng em cũng được khá. Là mấy? Dạ 6-7 chai ạ. 6-7 chai, về ngủ. Nhậu xỉn có đập phá gì không? Dạ không. Mời bạn gái. Ê, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh là em là một người đáng tin cậy. Điểm yếu là dễ khóc, thẳng thắn, không khéo ăn nói cho nó. Không khéo ăn nói mà là dễ khóc nữa. Thường thì em sẽ khóc vào những trường hợp nào, ai làm em khóc? Kiểu giống như là nói động nhẹ gì đó mình cũng khóc. Buồn cũng khóc, vui cũng khóc, xúc động cũng khóc, tức cũng khóc. Phải không? Dạ. Có khi nào ghen cũng khóc chưa? Cái đó chưa. Chưa. Tình trường của em sao? Em chưa quen ai. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào hết. Dạ chưa. Muốn tình quá à. Làm về thời trang, xinh gái mà không quen ai. Lý do tại sao? Tại vì em hơi nhát xíu. Có ai để ý mình không? Dạ có. Mà mình sợ, mình không dám. Dạ đúng rồi. Rồi em có để ý ai không? Em có thích ai không? Thích thì mình thích thôi chứ không có dám nói. Từ hồi đi học tới giờ luôn? Dạ. Không có một cái tình cảm nào mà mãnh liệt đến mức là mình phải nói ra? Dạ không ạ. Chưa có một chàng trai nào đủ sức làm em rung động mà để em phải là suy nghĩ có cái nào mất ăn mất ngủ, suy nghĩ về ai đó, hay là mình tương tư, mình buồn, mình nhớ thương ai đó chưa? Dạ chưa có. Kỳ vậy. Thường thì bạn bè của em là bạn trai nhiều hay bạn gái nhiều? Bạn trai nhiều ạ. Bạn trai nhiều? Dạ. Không có anh nào rung động với anh nào trong nhóm bạn đó hết? Dạ không. Có cái nào mà mình quý một người bạn gái nào không? Không có quý. Hả? Dạ không có quý ạ. Không luôn? Dạ. Trời ơi. Mà em có nghĩ là em sẽ thích con trai không? Dạ có chứ. Có. Kỳ vậy ta, 29 tuổi mà không rung động một cái lần nào hết. Mình thấy bối rối. Chị cũng bối rối quá. Rồi giờ làm sao đây ta? Cái ca này thôi khó quá. Chắc chắn là mình thích con trai chứ không thích con gái. Dạ. 100%. 100%. Xác nhận. Dạ. Tại vì có nhiều người một khoảng thời gian dài cái người ta mới phát hiện ra giới tính thật của mình. Muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn rồi. Mà bây giờ thì em phải có cái rung động với đàn ông thì em mới lấy được chứ. Chuyện này đừng nhát nữa nha. Giờ có chị Tường, nếu mà mình cảm thấy được thì mình mở lòng mình ra mình thử cảm xúc nha. Trời ơi xinh quá trời luôn á mà sao ngộ vậy ta. Còn em, tình trường sao? Nãy giờ hoang mang quá hả? Hoang mang quá. Trải qua hai mối tình chị. Ừ. Là mối tình sâu đậm nhất chắc có một thôi. Ừ. Quen được bao lâu? Chắc khoảng được 2 năm. Rồi sao chia tay, sâu đậm mà chia tay? Do khoảng cách với lại do người nhà không chịu cái nghề của em. À, người nhà cô đó không chịu. Thật ra em tài xế là tài xế chỉ lái về mỗi ngày chứ em đâu có đi đường dài. Nhưng đường mà người ta có thành kiến với cái nghề tài xế. Em có ngại về người tài xế không? Dạ không ạ. Cũng được đúng không? Với lại giờ giấc của ảnh làm thì cũng tới trưa là 3 giờ chiều là về rồi. Dạ. Có bạn gái thì tối lo đi chơi bạn gái chứ không có cái vụ la cà nhậu nhẹt nữa đâu nha. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm. Rồi. Yêu thương mình. Em không. Có yêu cầu gì về ngoại hình hay là như thế nào không? Không mập cũng không ốm, nó vừa người thôi ạ. Vừa. Dạ. Cao bao nhiêu? Cao hơn em ví dụ như 1m7 trở xuống được. Em cao bao nhiêu? Em 1m66. 1m66 luôn hả? Cao dữ. Bên này cao nhiêu? Em 67 chị. Cô này có cao vời vợi luôn á.
Rồi vậy cô còn quất dài cao, cô còn quất tóc cao nữa, là cô xa chót vót là em phải đứng như phải bắt ghế đó, nhón gót đó. Có ngại gì không? Dạ không sao chị. Có điều gì em không thích ở người đàn ông nữa không? Em không thích ví dụ như là tính gia trưởng á, hay là đi chơi về rồi cứ nạt lộn mình gì đó. Có không? Mình có gia trưởng không có đâu em ơi. Anh chỉ hơi nóng tính thôi. Cô này dễ khóc lắm á. Em mà nạt cô cái là cô ngồi cô khóc liền, là dỗ không có nổi đâu á. Nạt thì không có nạt rồi kìa. Có yêu cầu gì về phía nhà trai nữa không? Dạ không. Anh có bên đạo không? Em có đạo không? Có em. Vậy là được rồi phải không? Dạ. Cái này cũng là cái rất là quan trọng. À, như vậy là thấy yên tâm rồi. Rồi bây giờ còn em. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Như chiều cao của bạn thì... Hơi okay. Cao rồi đó. Dạ. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, biết thông cảm, chia sẻ nhau vậy được. Vậy được rồi ha. Có dạ. Điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Đừng có càm ràm. Cô này cô ít nói lắm. Cô khóc thôi à. Đừng ghen nữa. Em có làm gì để người ta ghen không? Dạ không. Nhiều lúc thì không làm gì nhưng mà người ta cũng tự ghen. Em nghĩ em có phải là người hay ghen không? Nhưng mà phải làm cái gì đó. Đó, mình phải làm gì ta mới ghen chứ. Nhiều khi mình đi với bạn bè, con gái nãy kia, hay là em Út hay bạn bè nó nhắn tin lâu ngày, nhắn tin nó hỏi thăm với nãy kia rồi. Mấy chục năm không gặp nhau, bây giờ mới gặp nhau, ta đâu có biết mối quan hệ đó là quan hệ gì. Nhiều em khi... gái mưa, em gái nuôi. Người hay ghen thì người ta ghen đủ thứ hết. Nhưng mà thí dụ giờ em đang đi chơi với bạn gái em nè, đang tìm hiểu, tự nhiên có mấy em gái mưa rồi nhắn tin vô thì người ta phải ghen rồi. Em có sẵn sàng giới thiệu, dẫn bạn gái em đi giới thiệu với tất cả các bạn bè của em không? Cái đó là chắc chắn hả chị? Ừ, thế vậy có gì đâu ghen. Sợ là em đi ghen ngược lại đó. Em có phải là người hay ghen không? Dạ không vậy. Chắc không? Dạ. Em mà em gái mưa, em gái gió, em gái bão thì người ta phải ghen rồi. Đó, chỉ mạnh đi. Đó, có cô gái đó trong đó đó. Anh này hả chị? Anh này hả? Trời hay vậy ta, nhìn vô mà biết anh này luôn, giữ yên nó đi, một chút xíu mở cửa ra rồi có phải ảnh không, mà tự nhiên sao em chọn anh đó? Em không biết. Không biết sao tự nhiên chỉ vô anh đó. Nãy giờ mình nghe mình đoán hay là cảm nhận của em, hay là trong những số như anh này thì em thấy anh này là được nhất, thế là như thế nào? Dạ, em nhìn vô cái... Tự nhiên nhìn vô là chỉ anh đó. Dạ. Hay quá. Còn em, cô nào? Em này. Tại sao em chọn cô đó? Cái cảm giác nó nãy giờ nói chuyện thì em cảm nhận được vậy thôi. À vậy hả, rồi. Ai cảm nhận sai sẽ bị phạt. Một người, hay hai người, hay không ai hết. Em gái đúng không? Dạ đúng. Em đúng không? Bên đây là 2, 4, 6 anh. Nhìn trong tích tắc 30 giây chỉ đúng ngay em luôn. Trong khi em có 3 cô thôi. Lựa chọn một hồi. Cô mời áo đen. Áo đen không em? Trời đất ơi, nhìn hình rồi mà vẫn chỉ trật. Phạt 2 lần. Chưa ra luôn hả? Được. Đúng chưa? Em bị cận thị hả? Dạ. Bữa nay cổ mới cận nè, mà cổ chưa đeo mắt kiến đó mà cổ còn nhìn ra em á. Mở cửa ra rồi mà nhìn còn chưa ra luôn, còn chỉ trật nữa. Không, không, chị đấy. Rồi làm thủ tục đầu tiên đi, rồi bị phạt nha. Em có bó hoa, tặng cho em. Em cảm ơn. Em tặng cảm ơn. Rồi. Bây giờ ngồi xuống tỉnh táo mới suy nghĩ giờ phạt anh này cái gì em. Cái tội đoán sai đầu là bỏ qua được, mà cái tội mở cửa ra rồi mà vẫn chỉ sai lần hai. Em muốn phạt anh gì? Sao vậy? Đừng nói ngồi đây khóc nha. Giờ phạt gì nói đại đi nè. Sao? Khả năng mình làm được gì cho cô gái ấy nè. Thôi để em hát cho tặng một bài đi. Hát được không em? Dạ được. Hát được không? Rồi mời em. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đêm sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc, là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy cố vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Hay. Quá rung động, quá cảm xúc, hát bằng cả trái tim luôn. Sao anh hát ngoài anh, em ngồi em thở ra vậy em gái? Có cảm xúc gì với giọng hát của anh không? Dạ hát hay ạ. Hát hay mà sao em ngồi em thở ra vậy? Trời ơi, người ta hát mà mình cũng rung nữa. Coi như hình phạt xong, chấp nhận. Khi mà mở cửa trái tim này ra, nhìn thấy cô gái này thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Bồi hồi xao xuyến chị. Tại sao bồi hồi xao xuyến? Khác với cái tưởng tượng của em trong đầu. Em tưởng tượng như thế nào mà? Là một người cũng bình thường à. Nhưng mà em đẹp quá. Đẹp quá đến nỗi chỉ lộn người luôn. Thế còn em, khi mà cửa trái tim này mở ra nhìn thấy anh này thì em có cái cảm xúc gì?
Em thấy bình thường tại vì em nhìn vô là chọn đúng rồi. À, tại ta nhìn vô là ta chọn đúng rồi cho nên thấy bình thường. Cô này cô luôn luôn bình thường cho nên là cô không có mối tình nào hết. Bây giờ em làm sao mà em phải làm cho cô ấy hơi bất thường một chút. Tới cuối mà cô vẫn cứ bình thường là coi như là tiêu luôn á. Áp lực không? Có áp lực. Có áp lực, phải cố gắng lên. Chúng ta phải vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Dạ. Bây giờ thì Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dậu Hộ Food. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Xin mời hai bạn hãy thưởng thức những món ăn rất là ngon và rất đặc biệt của nhà hàng Dậu Hộ Food. Bánh bao Thượng Hải nè, bánh cảo sò điệp nè, bánh bông lan Malaysia nè, bánh cà rốt và bánh thỏ con, bánh bao hoàng tử ếch, bánh mà hình con thú không, cưng quá là sao mà ăn được trời. Rồi mời hai bạn nha, món ăn rất là ngon, không gian rất là lãng mạn. Bây giờ em ăn, em trò chuyện sao, ít phút chị Tường quay trở lại mà cô ấy phải bất bình thường mới được nha. Tự tin không? Dạ, trời ơi, tự tin mà sao thấy suy nghĩ quá. Thả lỏng lên cưng, mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon. Em đi làm cái đó là làm sao, giờ giấc thế nào? Em làm từ 8 rưỡi cho đến 5 rưỡi nghỉ. Thứ bảy chủ nhật có nghỉ không em? Em được nghỉ chủ nhật, còn thứ bảy đi làm. Hay về quê không? Trước thì em hay về nhưng mà bây giờ mắt kém quá không về được. Tại vì thường thì chỉ có đi xe máy thôi, còn đi cái kia say xe không có đi được. Em có thích đi phượt không? Thích nhưng mà không ai chở đi. Với lại nếu mà có đi xa thì mọi người hay nói là mình nên đi xe bốn bánh. Nhưng mà sao mà say xe sao đi bốn bánh? Thường đi xa đi xe đó cho nó khỏe. Trước giờ chưa có mối tình nào luôn á? Được chưa? Nãy em nói nhiều tuổi, 90 luôn. Bạn anh luôn á. À, mời em dùng. Dạ, mời anh ạ. Nãy em nói em làm ở đâu? Làm chỗ nào chứ? Em làm ở Bình Thạnh á, đường Ngô Đức Kế. Ngô Đức Kế? Dạ. À. Nhưng mà đi làm là chỉ có từ nhà đến công ty thôi, không có đi đâu hết. Ví dụ như tối rảnh thì mình thích đi đâu thì đi xem phim, đi mình còn không đi với các em. Như em, quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Hai người cùng vun đắp, chứ không phải một người xây lên còn một người đạp xuống, không có được. Em có sợ người nóng tính không? Sợ chứ, tại vì nói động nhẹ một xíu là em khóc rồi. Em cũng biết nói lắm. Hoặc có thể ví dụ như anh mới đi đâu về mà anh đang bực bội trong người thì anh chút giận lên em, như vậy là không có được. Không, cái đó không có đâu. Ý là nóng tính là do một cái công chuyện hay là có một cái gì thôi. Nhưng mà nói nó qua rồi thôi. À, có nghĩa là nói xong là xong luôn. Dạ, đúng rồi. Là không có để trong lòng. Vậy cảm nhận ban đầu em nhìn thấy anh thế nào? Bình thường. Bình thường thôi à? Tại vì với em cái gì cũng bình thường hết. Anh thì sao? Thế em sao? Nó nói là em đẹp, em đẹp làm anh bối rối quá. Anh không biết em suy nghĩ nói gì với em nữa. Thì có gì nói đó thôi. Trước giờ có đi xuống miền Tây nào chưa? Em rất muốn đi nhiều nơi nhưng mà không có đi được. Là không có người chở? Ờ đúng rồi. Vậy là không có biết đường đi nữa. Vậy nếu sau này có người chở đi có đi không? Tất nhiên là đi rồi. Nhưng mà chỉ đi xe máy thôi. Sau này nếu mà có mà lập gia đình, có sinh con thì em tính là được khoảng mấy người? Hay là thích trai hay thích gái? Con trai hay con gái cũng đều là con mà, đâu thể nào quyết định được. Chúa cho đứa nào thì lấy đứa đó. Không thích cái câu em vừa nói. Trước giờ con cũng quen một em những người mà ngoại đạo. Phải ăn, vừa nói chuyện phải vừa ăn, không ăn miếng nào hết trơn. Trời, dễ thương muốn chết luôn à. Không ăn để lá thì Tường ăn hết á nha. Có đỡ bình thường hơn lúc nào chưa? Tiếp xúc thấy nói chuyện cũng nhiều, thấy cũng... Cổ nhìn em, cổ có thấy em có cái gì bất bình thường chưa hay vẫn bình thường? Bình thường vậy. Rồi xong luôn. Nãy giờ có khá hơn chút nào không cưng? Đỡ rồi ạ. À, đỡ rồi ha. Thấy anh có điều gì đặc biệt không? Em có thể khen hoặc có thể chê, miễn em thấy ảnh đừng bình thường là được. Mới nói ít, mới gặp lần đầu, em đâu biết được cái gì mà chê với lại khen đâu. Mà ít nhất em cũng phải nhận xét, em thấy ví dụ như là ảnh là hiền hay dữ, đẹp hay xấu, cao hay thấp, mập hay ốm hay là cái gì đó, một cái nhận xét về ảnh đó. Chứ em đừng bình thường. Nhìn ảnh được rồi ạ. Được, dạ. Được là bình thường đó em. À, để cho hai em dạng hơn chút xíu nữa thì có vài cái câu hỏi vui, đố vui hai bạn nha. Bạn gái hồi hộp quá, đọc lớn lên đi em, để anh làm cho em á. Anh hãy tạo dáng 5 kiểu mặt khác nhau để chụp hình. Bây giờ em sẽ làm cái máy chụp hình. Em chụp ảnh, em biểu ảnh làm 5 kiểu cho em chụp hình coi. Anh làm mặt buồn đi. Mặt buồn. Một. Rồi. Nhí nhảnh. Nhí nhảnh. Mặt giận. Giận. Cái này không giống. Không giống, chưa được chấp nhận. Giận. Nghiêm lại. Chưa được nghiêm. Chưa được nghiêm. Con mắt trợn chi, mặt lạnh lùng lại. Đó, cái đó được rồi đó em. Tiếp gì nữa? Cu te đi thử coi. Dạ. Cu te.
Được không em? Dạ được. Được không? Rồi một cái nữa là cái gì? Mặt xấu đi ha. Dạ. Là mặt xấu. Xấu không? Không. Không. Cổ chưa thấy xấu. Xấu là cổ. Cổ bỏ đi luôn mới được. Được không em? Dạ được ạ. Rồi cổ cho qua đó chứ tị là chị chưa có chịu đâu đó nha. Rồi bóc lá đi, đọc lớn lên. Em hãy biểu diễn một số động tác chụp hình sống ảo. Em đừng nói em không có chụp hình là sống ảo trên Facebook nha. Em có chụp hình đó. Nhưng mà em cứ để điện thoại vậy là em chụp vậy thôi. Rồi thì đó, giờ coi như em để điện thoại đó đó. Giờ em chụp đi, em tạo vài cái kiểu em chụp hình Facebook em chụp làm sao. Coi như cái lá bài đó là cái điện thoại đi. Đó, giờ em chụp làm sao em chụp coi. Sao người nữ mà chụp giống nam quá vậy? Giống ông này hồi nãy quá vậy, chụp cho phải đẹp chứ. Kiểu khác, kiểu nào mà nó đẹp á, mình chụp mình phải đẹp mới được. Trầm tư suy nghĩ vậy đó hả? Dạ. Nói chung là chỉ có vậy thôi ạ. Tươi lên cái là một tấm tươi lên coi nè. Được không em? Dạ được. Trời ơi, cặp này sao khó quá. Chị chia buồn với em nha. Chứ ca này em cũng hơi khó lắm luôn đó. Cố gắng nha cưng nha. Rồi có hẹn hò gì được cơ? Ví dụ như là hỏi quan điểm sở thích của cổ, thích hẹn hò ở đâu rồi gì chưa? Chưa. Giờ hỏi đi coi sao. Như một tuần vậy em muốn hẹn hò là như thế nào? Tùy vậy, em thấy là anh đi làm sáng về xong chiều về đúng không? Thì em đi làm là sáng tới chiều 5:30 về. Buổi tối nếu như mà đi đâu thì chỉ có ở nhà thôi. Thích thì một mình đi xem phim vậy thôi. Còn không thì chỉ có ở nhà. Thì nhắm một tuần là mình hẹn hò được mấy ngày? Cho anh thôi. Ta rảnh buổi tối mà, ăn thua em thôi. 7 ngày được không? Được, anh cứ đến tới trước nhà chở đi là được. Sợ nhiều khi bây giờ vậy mai mốt kêu có làm phiền không? Tùy, em đến em có mang niềm vui đến cho người ta không? Vui thì người ta sẽ không thấy chán, mà không vui thì người ta sẽ thấy phiền, đúng không em? Dạ. Tự tin không? Dạ, tự tin chị. Giờ chị cho em một cái quyền là em bước qua đây. Cô này cô nhát lắm, em bước qua đây, bước qua đây. Em làm sao em nói làm sao đó, em xin nắm tay cổ một cái đi. 30 giây nắm tay cảm nhận. Anh có thể nắm tay em được không? Nhưng mà sao lại phải nắm tay em? Để mà cho nó bắt đầu một ngày mà mình quen biết đầu tiên bây giờ. Bắt tay không nắm tay em? Tay anh còn lạnh hơn tay em. Không, tại anh dùng hết sự dũng cảm anh qua đây. Em biết vậy mà em còn thương anh nữa. Nắm tay cổ thấy như thế nào, nói với cổ đi. Chưa nắm tay. Ủa chứ nãy mới đã nắm rồi. Mới bắt tay à? Thì đó chuyện của em, 30 giây nhanh. Sao em? Tay của em rất ấm. Có luồng điện chảy qua không em? Dạ. Bình thường. Bình thường. Có thấy đập không em? Không đập đi. Không đập, không chết đập là anh chết rồi đó em. Thôi được rồi, cổ xỉu bây giờ đó. Về chỗ. Cảm nhận của em như thế nào? À, thế bàn tay của em ấm rồi chị. Em tên gì? Nói hình như em chưa nghe tên. Sao không hỏi nãy giờ, sao không hỏi? Bối rối quá. Em tên gì? Em tên Hường. Tên Hường. Thu Hường đúng không? Dạ đúng rồi. Xin lỗi. Dạ. Em nhớ tên ảnh không? Em chỉ nhớ họ. Họ Đố thôi đúng không? Dạ. Em hỏi là ảnh đi. Anh tên gì? Anh tên Vinh. Đố Hoàng Vinh. Đỗ. Đố. Đố Hoàng Vinh. Chờ Vinh. Vinh. V. Vinh độc lập. Hy vọng lần này các bạn sẽ nhớ tên nhau nha. Dạ. Nãy giờ chị Tường cũng tạo nhiều cơ hội cho các bạn rồi. Thật sự đây là một bạn gái rất là dễ thương nhưng mà hơi rụt rè và nhút nhát. Chính vì vậy cô mới cần nhờ đến với chương trình. Chị cũng hy vọng là cái sự chân thành của em, rồi cái sự quan tâm của em làm sao đó để có thể cổ mở lòng của cô ra. Thật sự chị cũng muốn nghe em gái nói vài câu. Trong cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thì thật sự đến giờ phút này trong lòng em đang cảm thấy như thế nào? Em nghĩ là khi bước ra kia thì em sẽ có một người bạn trai. Khi bước ra ngoài kia em sẽ có một người bạn trai. Đó là một cái dấu hiệu rất là mừng. Cái điều mà chị thấy may mắn mà chương trình đã chọn cho hai bạn đó là hai bạn cùng đạo nữa. Dạ. À, và đây là cô gái chưa có một mối tình nào. Và mong muốn em phải nghiêm túc và phải quan tâm chăm sóc anh cổ nhiều hơn. Trước khi quyết định bấm nút, em có muốn nói gì với cô nữa không? Tới đây mình cũng đã là cái duyên. Nãy giờ anh dùng hết cái tình cảm, dùng anh nói chung là anh dũng cảm lắm anh mới qua làm vậy. Chứ thực ra em biết tay anh lạnh lắm mà. Anh cũng gôn dữ lắm. Mình gặp nhau thì cũng chắc được có một thời gian ít thôi chứ không được nhiều. Bởi vậy em cứ đặt cái niềm tin đó vào anh. Em đặt cái niềm tin này á, sau này em sẽ không có hối hận. Anh sẽ không có làm cho em phải hối hận vì cái niềm tin này đối với anh.
làm em khóc không? Khóc thì trong gia đình hay trong cái này ai cũng có phải có một cái chuyện gì đó. Bây giờ anh nói anh không làm em khóc thì cái đó không đúng đâu. Em khóc anh có thể anh dỗ hay là anh làm một cách nào đó cho em vui. Cảm ơn em, chị rất là xúc động với những lời nói của em. Và chị nghĩ là bạn gái bên kia cũng hiểu được những cái gì mà em đang chia sẻ. Em cũng rất là xúc động, cô gái này rung là bởi vì cổ nhút nhát, cổ rụt rè. Nhưng mà cái rung của em đó là xuất phát từ một cái sự chân thành. Với kinh nghiệm của chị thì cái cảm nhận của chị luôn đúng. Dạ. Có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Thật sự mình cảm thấy đối phương là một cái người mà mình cảm thấy tin tưởng được thì mình mới bấm. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này, nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm nút thật mạnh, không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. 1 2 3 hết thời gian. Ổng hơi chậm á, tôi hơi ép tim đó. Qua đi cưng, bây giờ là cái nắm tay nhau thật sự khi chúng ta là bắt đầu hôm nay là một cặp đôi tìm hiểu nhau. Cha cũng xứng nha, cổ cao mà em cũng cao chứ bộ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn, hôn cổ một cái đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh sẽ phép không nghe. Dễ thương quá. Có tin vui thì báo cho chị nha. Dạ. Ekip của chương trình thôi. Mời anh chủ động chia sẻ về thông tin của anh giùm em ha. Họ và tên quê quán nghề nghiệp ạ. Họ và tên của anh là Đỗ Xuân Lộc. Nguyên quán của anh là ở Quảng Trị, nhưng mà gia đình vào Đồng Nai sống và lập nghiệp. Hiện tại anh đang ở đâu? Hiện tại đang ở Đồng Nai nhưng anh đã có nhà riêng ở Bình Dương. Ừ. Ủa anh Lộc sinh năm mấy? Anh sinh năm 1983, trên giấy tờ là sinh năm 1984. Ừ. Vậy thôi theo giấy tờ ha anh ha. Ừ, anh theo giấy tờ đây. Rồi. Hiện tại thì anh có nhà riêng ở Bình Dương, mà mình cũng sinh sống ở Bình Dương luôn hả? Anh sinh sống ở Bình Dương. Ừ. Bình Dương khúc nào anh? Ở ngã tư Mỹ Ông Cù cách với Thuận An á em. Ừ, em biết. Rồi. Anh nói về điểm mạnh, điểm yếu giùm em xíu ha. Điểm mạnh của anh muốn tìm người là biết chia sẻ với anh. Không, điểm mạnh của anh. Điểm mạnh của anh hả? Điểm mạnh của anh, dạ. Điểm mạnh của anh là làm tất cả được mọi việc. Ừ, là việc gì nè, kể em nghe nè. Nói chung là từ công việc nội trợ cho đến là công việc ở ngoài xã hội anh đều làm được. Ừ, hiện tại là anh Lộc đang làm gì ở Bình Dương? Hiện tại anh là tài xế xe, nhưng anh chạy xe dịch vụ của Grab. À, là xe của anh luôn đúng không? Đúng rồi em. Ừ. Rồi. Rồi ngoài cái biết nấu ăn, biết làm mọi việc trong gia đình thì còn mình cần những cái sở trường tài lẻ gì đó không anh? Sở trường của anh là thích chơi thể thao, bóng chuyền đồ này nọ em. Ừ. Còn điểm yếu của mình nè, tật xấu của mình nè là cái gì nè? Điểm yếu của mình hút thuốc gì không? Điểm yếu của mình là cái công việc của anh là anh chạy xe là nhiều lúc là buồn vắng khách, anh hay hút thuốc. À, hút thuốc nhiều không? Nói chung thì cũng không nhiều em, nói chung thì 2-3 ngày một gói. Ừ, 2-3 ngày một gói rồi. Với là nhộn nhạt thì cũng có, thỉnh thoảng đồng nghiệp thì này nọ là rảnh rỗi thì đồng nghiệp với nhau thì cũng là vài ba chai. Ừ. Rồi về có quậy quọ gì không nè? Không, riêng anh nhộn nhạt xong về là anh cứ ai nói gì nói, anh cứ chui lên ngủ, mở máy lạnh anh ngủ. Nói vậy hả? Rồi mình còn, ngoài ra thì mình còn cái điểm yếu thật xấu gì nữa không anh? Anh có một cái điểm yếu là về cái nhà cửa là phải ngăn nắp, chứ còn không là anh dọn dẹp là anh hay nói lắm. À, hay càm ràm hả? Đúng rồi, cái nhà càm ràm á. Dù anh đi về vậy nhà là mà thấy nhà đúng không? Anh thấy nhà cửa mà bề bộ anh dọn, nhưng mà anh vẫn càm ràm, anh vẫn nói nhưng anh vẫn càm ràm nhưng anh vẫn dọn. Kỹ tính, ừ. Anh là kỹ tính, phải sạch sẽ, gọn gàng. Ừ. Anh ăn bữa tối hôm nay là phải rửa chén, rửa bát trong tối hôm nay, chứ không thể rửa qua để ngày mai, sáng mai rửa được. Ừ, đó. Tính anh là vậy. Ừ. Còn tính anh thì làm tài xế thì em hiểu rồi, thì anh thì hôm nay đi, ngày mai, ngày mốt về thì em hiểu rồi. Ừ. Thì cách đặt xe đâu anh đi đó, tại vì xe của mình mà mình muốn chạy giờ nào mình chạy, chứ không có bắt buộc. Rồi anh đã lập gia đình lần nào chưa?
Nói chung thì anh cũng có lập gia đình rồi, cũng có hai con rồi, nhưng mà anh ly hôn bao nhiêu lâu rồi? Anh ly hôn hơn một năm rồi em. Bây giờ hiện tại là hai cháu là đang ở với mẹ ở dưới quê. Đà Đồng Nai hả? Mẹ nó là mẹ của hai đứa là ở Bến Tre, còn anh ở Đồng Nai. Nhưng nhà anh trên ở Bình Dương hiện tại. Một đứa trai, một đứa gái. Là ở với mẹ dưới Bến Tre. Đúng rồi, một đứa học lớp 6, một đứa học lớp 4. Ai, đứa nào học lớp 6? Là con trai học lớp 6. Con gái học lớp 4. Hiện tại bây giờ hai đứa đang ở dưới, thì còn hiện tại trên này thì anh ở trên Bình Dương. Anh vẫn đi làm ở trên này. Rồi mình chu cấp mỗi tháng thì cho hai bé hả? Thì hàng tháng anh sẽ chu cấp về nuôi cho hai bé. Hàng tháng thì mình chu cấp khoảng bao nhiêu? Hàng tháng chu cấp anh chu cấp 4 triệu em. Hai anh chị là ở với nhau bao nhiêu lâu rồi đỉnh điểm sao mà mình phải ly hôn vậy? Nói chung là cũng là 10 năm em. Ở 10 năm. Nhưng mà sao lại gãy đến cái việc mà đổ vỡ hôn nhân á anh? Đỉnh điểm là như thế nào? Nói chung là có nhiều cái điểm tương đồng, tại vì từ lúc là cưới nhau là anh chưa làm nghề tài xế. Lúc đó anh đi làm công nhân. Rồi sau này đã đi làm công nhân xong anh thấy mấy anh em bạn bè rồi mượn tiền mua xe đồ này nọ đó, vay ngân hàng đó. Thì anh cũng vay ngân hàng, cái thời điểm anh vay ngân hàng để mua chiếc xe, cái thời điểm đó là 600 mấy chục triệu, một cái thời điểm đó năm 2016. Là mua chiếc Toyota hả hay cái gì? Anh mua xe Toyota Vios. Xong bắt đầu tới năm 2018 anh mới cảm thấy xe 4 chỗ không còn chỉnh nữa, anh mới đổi chiếc xe Innova lên. Là chiếc xe anh mua chiếc xe thời điểm đó là 800 mấy chục triệu, gần 900 triệu á. Thì anh bán chiếc xe kia lỗ là gần 500 triệu. Anh bán được nhiêu mà lỗ gần 500 triệu? Anh bán được có 200 mấy chục triệu à. Cái gì Vios mà ông bán được 200 mấy chục triệu? Không có thời điểm xe bị ngập nước em, cho nên là cái giá rất chi lắm em. Vậy hả? Cái xe bị chuyển cấp á, cho nên là thì kích á. Cho nên là người ta ép giá nhiều lắm. Nhiều cái. Rồi ok. Bán cho lái mà. Rồi lý do vì sao đỉnh điểm mà ly hôn? Mua xe vậy thôi rồi mượn tiền ngân hàng rồi ly hôn vậy thôi hả? Mượn tiền ngân hàng rồi anh bán xe thì anh cũng không nói với vợ. Anh cứ nghĩ là xe mua xe 7 chỗ này nọ, xong anh bán xe rồi anh mới lúc mà người ta bắt mình đi ra ký cái giấy ủy quyền á. Cũng ra công chứng á. Là định điểm xảy ra từ đó. Xong bắt đầu anh mua xe thì một thời gian đầu, một năm đầu anh chạy vẫn được. Nhưng mà cái thời gian sau lại là xong cái dịch Covid đó rồi này nọ đó. Thì cái xe cũng bữa ẩm lại. Cho nên là nhiều cái mâu thuẫn quá, cho nên là hai vợ chồng cứ cãi bản nhau này nọ, cứ tiền bạc này nọ, tiền ngân hàng này đồ này nọ. Cho nên tới thời điểm là năm 2022 là hai vợ chồng chia tay. Nói chung là trong cái lúc dịch là hai vợ chồng cãi nhau dữ lắm hả? Đúng rồi em, chứ tại vì tiền ngân hàng hàng tháng mà, tại vì cãi nhau dữ lắm, tại thời điểm anh chẳng thấy đâu ra tiền đâu. Còn cứ lấy tiền nhà ra đắp vô công, lúc đó thời điểm em cũng biết mà. Đúng rồi, dịch ai làm được cái gì? Thì đúng rồi đó, do thời điểm định điểm á. Cho nên vợ nó cứ nói một hai là thời điểm đó, cứ nói là lúc đó kêu để xe đó không chịu nghe. Nhưng mà anh nói thì anh thì cứ thì lên xe lớn thì mình đi tỉnh đi tour nó nhiều. Cho nên là nó xảy điểm định điểm ra nhiều đó, với có nhiều cái điểm không tương đồng đó. Với vợ anh nó về nó không biết chia sẻ hỏi anh, dù anh đi có 3 ngày 5 ngày vợ anh không bao giờ hỏi anh một tiếng đi đâu hết trơn á. Rồi. Anh muốn lên chơi tìm, anh tìm hiểu là một người nào mà biết cái công việc của anh, biết chia sẻ với anh thôi, còn thực chất là tìm gì. Nói chung là ly hôn nuôi đang nuôi con vẫn ok đúng không? Đúng rồi, ly hôn nuôi con vẫn ok, anh vẫn bình thường. Nhưng mà thấu hiểu công việc của anh đúng không? Đúng rồi, người thấu hiểu công việc của anh là cái thứ nhất. Quen cái thứ hai nữa. Sẻ hả? Là cái thứ hai là phải biết chia sẻ những lúc anh về khuya mề muộn này nọ, phải biết giúp động viên hỏi anh hỏi anh tí nào chứ. Đằng này cứ về, đằng này cứ mạnh ai người đó làm thì thôi anh cảm thấy nó không có ý nghĩa. Rồi. Nhưng mà anh có tâm sự với vợ không hay sao tự nhiên quyết định cái ly hôn gì? Có cãi vã gì không? Anh tâm sự nhiều lắm em, nhưng vợ anh nói việc ai thì nấy làm, chứ tâm sự gì nó không muốn hiểu, không muốn nghe, không biết gì, thế nên anh mới vậy.
Rồi ok. Thì bây giờ mẫu rồi ngoại hình, tuổi tác của người đó thì như thế nào? Ngoại hình của anh thì anh không quan tâm về ngoại hình lắm. Anh cao mét mấy anh Lậu? Anh đó hả? Ừ. Anh cao 1m61 à anh. Ừ. Chị đó cao ở chừng 1m50 là được ha. 1m50 đổ lên là được. Ừ. Anh cần người là biết là hiểu và quan tâm cho gia đình, là chia sẻ công việc với anh thôi. Rồi tuổi tác thì sao nè? Lớn tuổi hơn tác anh thì... nhỏ hơn anh hay như thế nào nè? Lớn hơn anh là 2-3 tuổi cũng được. Ừ, rồi. Nói chung là còn nhỏ hơn là nhỏ hơn là chừng 5 tuổi đổ lại, chứ còn cũng không nên nhỏ nhiều. À, rồi ok anh. Nếu như mà gặp người mà có mà cái hoàn cảnh giống như anh thì anh càng là quý trọng hơn, tại vì người ta cũng trải qua giống như anh á. Ừ. Người ta dạ. Sẽ thấu hiểu. Rồi, thì hôm nay chỉ là cái vòng phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu như mà anh được lọt vào vòng trong của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì sẽ có biên tập gọi lại để nói chuyện nhiều hơn với anh ha. Thì đó thì anh sẽ chuẩn bị để xuống Sài Gòn để ghi hình ha anh ha. Ok, anh cảm ơn em. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, em là Lê Văn Thông, sinh năm 1977, quê hương Triệu Chơi, Thanh Hóa. À, anh Thông ở Thanh, sinh năm 87 hả anh? 77. À, 77 ở Thanh Hóa, dạ. Mình làm nghề gì anh Thông? Dạ, làm cho em gái nhận hàng công kinh về làm, về nhà làm mà. Có chị Thi Anh với lại chị Uyên. Làm nhận hàng gia công về làm về nhà làm gia công. À, nhận hàng về làm gia công. Dạ. Vâng. Là mình làm nhận hàng gì vậy anh? Làm bao túi sách của Hàn Quốc. À. Nhận túi sách về gia công, mình làm công đoạn nào? Làm từ A đến Z luôn á. Hả? Làm hoàn thiện từ đầu. À, làm từ đầu đến cuối luôn. Vâng. Hay gì ta? Đó, rồi, thu nhập mình ổn định không anh? Thường là thu nhập cái thủ an mà, cái dư mấy. Bao nhiêu tiền một tháng? Chung là chủ thì con em gái, làm cho con em dâu mà, với con em gái thì mình đợi để làm công thôi. Rồi, mình làm công là bao nhiêu tháng? Tháng được 10 triệu bao nhiêu, 10 triệu là ăn rồi á. Ở nhưng mà ở ngoài Thanh Hóa 10 triệu không có dư hả? Đâu, 10 triệu là ăn rồi á, đủ chung là đủ chi tiêu chung gia đình con cái học thôi. À. Rồi anh là anh ly hôn có con rồi hả? À, hôn được 4 năm rồi. Rồi anh nuôi mấy đứa, con anh bắt hết hay sao? Nói chung là con được hai vợ chồng đều nuôi nhưng mà đều ở mình. À, con trai hay con gái? Gái năm nay đang đại học năm thứ 3 ở ngoài Đà Nẵng, còn thằng con trai năm nay mình học lớp 12. Rồi. Anh ơi. Dạ. Ơi bé Nguyên ơi, em tắt đi, em gõ nghe lập cập em tưởng anh làm gì. Rồi anh ơi, mình nói một xíu về điểm mạnh điểm yếu của anh. À, em quên hỏi lý do vì sao hai anh chị lại ly hôn mà ở với nhau bao lâu anh? Chung là vợ chồng là không có cãi nhau gì cả. Nếu vợ làm một công việc thì chồng làm công việc, thì cứ một tuần với hai tuần rồi mới gặp nhau một lần, thì không biết sao tự nhiên thì thấy vợ thay đổi tính nhưng không biết được. Nói chung là vợ chồng anh ở xa nhau vậy hả? Chị ở đâu? Ở dưới Bình Dương. À, anh ở ngoài Thanh Hóa, còn chị ở dưới Bình Dương hả? Đâu, mình vào đây làm cho con làm cho em dâu với em gái là ở trên Bình Phước. À, anh làm ở Bình Phước. Tao tắt tiếng rồi. Rồi, em ở Bình, bây giờ là anh đang sống ở Bình Phước hả? Dạ. À, nãy giờ nghe nói tưởng Thanh Hóa. Ờ, em cũng tưởng Thanh Hóa luôn á. Rồi xong vợ ở dưới Bình Dương. Không phải rồi mỗi 2 tuần gặp lần, xong rồi hết tình cảm với nhau luôn. Vợ chủ động cái chia tay thì khuyên mãi, thì nếu kéo mãi mà không được thì vợ quyết định như vậy thì thôi thì cũng chịu. Bây giờ chị còn ở Bình Dương không? Hay
ở đâu? Đang còn ở Bình Dương, đang còn ở Chị An Bình Dương á. Ừ. Nói chung là vợ thay đổi nên đòi ly hôn đúng không? Ừ. Ủa giờ mấy đứa con của anh là thằng con trai là đang ở Bình Phước luôn hả? Đâu, nó ở bà nội, nó thích học ở ngoài quê. Đứa bà nội học thích học ở ngoài quê, nó đang học ngoài quê. Rồi. Ờ, nhưng mà bây giờ là anh đang ở Bình Phước, là anh đang ở viện nào? Đang ở khu viện Minh Hưng ở Trân Thành, Bình Phước ạ. Trân Thành hả? Vâng. Phải là ra Đắk hay Bình Dương rồi. Dạ. Đâu, khu viện Minh Hưng ạ. Nhưng mà huyện Trân Thành thì giáp ngay tỉnh Bình Dương rồi. Đúng rồi, Trân Thành là giáp ranh tỉnh Bình Dương á, đúng rồi, chính xác. Ờ, đúng rồi, vậy thì bây giờ là ly hôn xong là bây giờ là đang ở trong này là làm với em dâu đúng không? Em dâu của anh đúng không? Dạ. Ừ, và trên này là nhà của mình hay là nhà thuê hay là như thế nào đấy ạ? Đây, nhà em dâu với nhiều người chủ đúng không? Thế là chủ. Ừ. Rồi thu nhập mỗi tháng là 10 triệu thì gửi về cho con cái hết bao nhiêu rồi? Nói chung là cái làm ở đâu cũng trang trải cho con cái mà. Ừ. Nói chung là mình làm nhưng mà mình không được xài á, làm nó đủ cho con cái rồi. Làm mà không được xài hả? Không. Vậy bây giờ anh tìm người phụ nữ như thế nào thì hợp với anh bây giờ, ngoài sau khi ly hôn thì có tìm hiểu người nào khác không? Dạ. Sau khi anh ly hôn á, anh có tìm hiểu người nào khác không? Đâu có, thứ nhất là không có thời gian, với thứ hai nữa là mình già rồi, lên nhiều tuổi rồi nên cũng không dám nghĩ đến. Không dám nghĩ đến là già thì đâu, khi năm 77 mà già gì. Đấy là thứ nhất là vướng bận đang còn nuôi con cái nên là thứ hai đến kinh tế nó không được khá giả nên là sợ không có ai đó chịu mình nhá. À, ở trên Bình Phước về thu nhập tháng 10 triệu thì cũng ổn mà. Vâng. Rồi bây giờ anh muốn tìm mẫu người như thế nào? Chung là đến giao là hợp nhau là tính tình ấy, chung là biết chia sẻ cho nhau với lại kỹ thuật đối nội đối ngoại là được rồi. Còn giàu nghèo là cũng quan trọng. Rồi về ngoại hình về tuổi tác thì sao anh? Đang thì hơn đúng 1-2 tuổi mà kém đúng 1-2 tuổi thôi chứ không cần kém nhiều quá. Dạ, có thể hơn anh 1-2 tuổi được đúng không? Vâng. Kém mấy tuổi thì được, tối đa mấy tuổi? Chung là kém ít thôi chứ kém nhiều quá, đến trên lệnh trên lệnh quá rồi này. 5 tuổi được không? Kém tối đa tầm 5 tuổi được không? Vâng, được ạ. Dạ, anh là 77, còn nếu mà kém tối đa 5 tuổi là tầm khoảng 81, 82 gì đó là được đúng không? Vâng, thì bà xã mình cũng sinh năm 82 á. Bà xã cũng sinh năm 82, giờ có sợ người 82 không? Nói chung là ai thương mình là mình thương người đó à. Anh Phong là cao mét bao nhiêu? Cao có 1m59 à, mà nặng nặng cũng có 59 à. 1m59, nặng 59kg đúng không? Vâng. Rồi. Ok, bây giờ về công việc của bạn gái anh có yêu cầu không? Dạ. Nói chung là công việc của bạn gái. Công việc thì nói chung là không quan trọng là sở thích của bạn, thì bạn thích làm gì làm thôi chứ mình thì không can thiệp. Dạ. Không can thiệp. Rồi, mình thì can thiệp. Dạ. Dạ. Anh có biết buôn bán hay là kinh doanh gì không, hay là anh chỉ ngồi anh làm những cái công đoạn của sản phẩm thôi? Chung là nói thật với bạn, năm ngày xưa đang còn đi học cấp 3 thì mình cũng có mũ trâu bò bán rồi. Nhưng mà sau này ông già ông bảo chắc chơi nhiều quá lại không muốn theo nghề. Nên là nghỉ thì năm 95 là nghỉ mũ rồi. Nhưng mà mình buôn bán cái khác, tức là mình có khả năng để buôn bán kinh doanh không? Buôn bán ngày xưa là mình cũng có đi
chăn nuôi thôi, mình đi mua lúa rồi chay thành gạo, mình đi bán gạo để lấy cá rồi mình chăn heo thôi. Đó cũng là khả năng kinh doanh đó. À, cái gia gì mình chung là trước chưa biết thì mình nói chung là mình chạy thì mình bán cũng được, cũng khá là chưa quen. Ok anh. Ủa anh không thích điểm gì ở bạn gái? Nói chung là cứ bình thường đơn phương dân giả là giống như mình là được rồi. Dạ rồi, ok ha. Anh có xác định là anh sẽ làm việc trong Bình Phước không hay là xong sẽ về Thanh Hóa? Có chứ, mình cư xử để chú lại ngoài Thanh Hóa ở quê mình thì nhà cách chợ thì cũng một cơi mà trường học, cách trường học cũng khoảng 500m mà khu nghiệp thì khoảng cách nhà cách khu nghiệp cũng khoảng 2 cây số á. Nhưng mà ý là anh định là sau này là anh ở đâu ấy? À, về quê. Sau này định về quê hả? À, thì về quê thì nó cũng có cơ sở mà. À, con không ở đây. Nói thật với bạn là trước đây thì mình cũng có mấy lù trong này. Nhưng mà lúc hai vợ chồng ở nhau thì lúc mình bán thì thôi, thì lúc mình chia tay thì mình cho vợ hết, chẳng lấy thằng nào ạ. Nói chung là 4-5 lô trong này mình bán thì cho vợ hết rồi. Nhưng mà nếu như mà có người trong này là cũng xác định là sẽ ở lại trong này đúng không? À. Thế mà bây giờ hiện tại là anh chưa có cái người để anh kết đôi. Nên là cái tư tưởng của anh là có thể là anh sẽ về quê. Nhưng mà nếu như mà người mà nếu như mà có người phù hợp thì anh cũng chấp nhận là anh sẽ ở lại đúng không? Nói chung là nói thật với bạn thế này là mình nha thì cháu hay là dẫn là trước sau là phải về quê. Mình già nữa. Hả? Mình đang còn bà mẹ già nữa, 70 tuổi nữa, đang ở với chị gái nữa. Rồi, ok anh ha. Dạ. Thì trước mắt là cứ như vậy đi, rồi biết đâu được cái duyên của mình thì mình cũng không có nói trước được cái gì cả, đúng không? Vâng. Ok anh. Cảm ơn anh Thông nha, hôm nay chỉ buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì có gì chương trình sẽ còn liên hệ lại với anh nếu có người phù hợp nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi. Dạ. Sao anh?